Trời ơi bắt rồi. Ông Tư. Rồi cắt đi. Các bạn này các bạn thấy không, là vườn dừa lùng hót zin đi cắt dừa các bạn thấy không? Các bạn thấy vừa mới là bầu á, nhìn đã các bạn, rất là sai luôn phải không? Nó quậy quăng xuống cứ ngắt. Quá là sai luôn. Chưa. Các bạn thấy vừa mới lai lùng, mới có 30 tháng mà trái nó vậy nè. Dưới bên đây nè. Dừa chắc non quá. Các bạn thấy trồng cái dừa loại dừa này là bán rất là nhiều tiền luôn á. Cây đó nhưng cắt chưa? Cái video mình chia sẻ cho các bạn và bà con cô bác mình tới đây rồi ha, thì mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Nếu mà các bạn thấy kênh mình chia sẻ hay thì đăng ký kênh ủng hộ thì giờ mình cảm ơn rất là nhiều nha các bạn. Thì mình chúc các bạn và bà con cô bác mình xem video thật vui vẻ ha. Rồi hết. Các bạn thấy cái dừa sai khủng khiếp không? Trồng dừa về là phụ nữ đi cắt luôn rồi, các bạn thấy không? Khỏi cần phụ nam. Quá là sai luôn. Không qua đây là cắt mấy bên đây bên đó hai cây luôn dùng không? Đấy, bên đây đó cắt đó. Đó cắt đi. Vùng đó đó. Hả? Vùng đó đó. Nó ấy rồi. Bả nãy giờ tôi thấy nó bẻ lại nè. Thằng cắt nha. Cắt đi.
các bạn thấy vừa sai ghê các bạn, má lá bầu á, đồng vừa má lá bầu này là chất lượng luôn nè, quá trái luôn. Cái này nè, đó kìa. Vừa rất là lùng luôn mà trái quá trời trái luôn các bạn thấy không, mới có 30 tháng rồi nha các bạn. Vừa này phụ nữ đi cắt luôn, phụ nam khỏi trèo. Ủa bên đó nào luôn hay gì vậy đó. Mình không chia sẻ dừa mã lai nữa, mình trèo mấy cái dừa chuối đỏ này giải trí các bạn. Thì ra mày hả mày? Giấu đầu rồi đuôi sao mày? Bớt cái miệng lại đi. Khi mà còn ít người mày luôn. Sai rất là sai luôn, như điều vừa này nó trái nhỏ xíu rồi các bạn, nó không có lớn.